Những lần bị lấy số của Nam Cam, những ai từng vuốt mặt ông Trùm. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh OV Đại Bàng. Nam Cam từ trước đến nay vẫn được coi là huyền thoại giang hồ khi nắm cả Sài Gòn trong tay mình với quyền lực vô song. Tuy nhiên trong cuộc đời giang hồ của mình, Nam Cam cũng đã từng bị không ít các dân trời thứ thiệt lấy số. Hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu những nhân vật từng vượt mặt ông Trùm. Bình kiểm đòi thách đấu ông Trùm Đầu thập niên 1990, khi đang là một quân nhân của tiểu đoàn 31, đơn vị kiểm soát quân sự thành phố, Bình Kiểm đã tích cực chuẩn bị cho việc biến mình thành một tên tội phạm có cớ sau này. Nguyên nhân tích hàng nóng, Bình Kiểm khai là để đề phòng và củng cố thế lực trước sự đe dọa của Nam Cam và bằng nhóm, nhất là sau vụ tát học máu mũi Trương Hiền Bảo vào năm 1998. Bình Kiểm hiểu rất rõ, bên ngoài Nam Cam nghe lời cô nhân tình Kim Anh, tỏ ra không tính sổ, những kẻ tiểu nhân thì không bao giờ bỏ qua mối cửu thù. Trời tay đổi, mặt đối mặt, Bình không ngán bất cứ thằng đàn em nào của Nam Cam, dù liêu mạng như nghĩa trả đá, con trai mười đen, sau này bị tử hình vì tội giết người. Hùng hãn như hải bánh, cơ mưu như thọ đại úy. Con trai bà Trương Thị Điệu, chị ruột Nam Cam, cũng đã bị tử hình vì vụ giết Thượng sĩ Phan Lê Sơn và anh Nguyễn Phước Hừng tại quán cấm chỉ đường Hải Triều quận nhất. Loạt hung đồ như anh em châu phát lại anh, châu phát lại em thì đã quá giả, bình coi mỏi. Hiệp phò mã, Dương Ngọc Hiệp, con rể năm cam với bình chỉ như thằng họ lào, thậm chí không thèm để mắt. Nhưng tất nhiên bình biết, chơi công khai và quân tử, vốn không phải là sở trường hay thói quen của Nam cam. Gây hấn với ông chùm, số phận của bình coi như đã đu tòng teng trên dây điện cao thế. Tiểu nhân phòng bị, bình giữ mạng chính mình bằng cách chiêu tập cả một đạo quân tích trữ sẵn cả một kho hàng nóng và đạn phòng khi hữu sự. Nam Cam dù rất giận vẫn không dám trả đũa mạnh tay bởi ớn kho hàng nóng của Bình. Thời gian này Bình còn mua của ông Trình một khẩu tiểu liên hiệu Pascal do tiệm khắc sản xuất cùng 96 viên. Sau đó lại lùng mua thêm hơn 200 viên nữa. Chó lửa này Bình bọc giấy dầu, bên ngoài bó chặt bằng ni lông, đem buộc trên máng xối nhà mình để giấu. Có một sự việc mà giới giang hồ vẫn thường đồn thổi, đó là hôm đó sau một ngày be bờ tát nước chống ngập trên học môn tôi rủ thằng cu nhất con ông một hàng xóm ra đầu đường ăn hủ tiếu gõ hiếu công tử điện thoại mời tôi lên vũ trường chè nghe nhạc tôi thích lắm vì ở đây có ban nhạc philippines trời rất hay tôi ok ra lù nước mưa xối vài gáo cho sạch mùi bùn rồi chạy xe rim lên chè. như thường lệ tôi lấy hết can đảm xin lên sân khấu hát xe đạp ơi chủ yếu là hát nhép hát theo ca sĩ philippines thôi vừa bước xuống hiếu công tử nói năm cam đang bị bình kiểm uy hiếp dưới tầng karaoke sáu được kể ông năm kêu anh đi hát karaoke đúng xui luôn vừa kêu chay rượu vừa khui thì có đám khách nước ngoài đánh tiếp viên chạy luôn vào phòng hát của mình ông năm nổi nóng bạt tai tiền vũ phu không ngờ đám này quen với bình kiểm nên gọi nó bọn chúng bao vây trước vũ trường không cho ông năm ra về thằng binh cởi chân cầm dao thách ông năm đấu tay đổi với nó Ông gọi điện tù luôn chẳng có màn nào tới. Anh khuyên ông hết lời rồi. Thời của mình đã qua, phải rửa tay các kiếm thôi. Nhìn nhục một chút cũng không sao. Tôi nghe tiếng được tiếng mất, vì nhạc quá lớn nhưng cũng gật đầu. Sáu được chỉ số phòng, tôi đẩy cửa bước vào. Năm cam ngồi một mình, đầu cục xuống, hai tay chống chán. Trước mặt là chai hát về shop chưa khùi. Tôi và Bình Kiểm có cuộc nói chuyện phải quấy với nhau. Và rồi năm cam cũng ra về được. Anh Năm về đi, để Sáu được ở lại với em. Cường híp đốt sòng của ông Trùm. Sau vụ đàn em của Nam Cam ở quận 18 kéo tới bố giáp khu chợ đũi định làm thịt Cường híp thất bại, thì hắn từ một đệ tử của Ngọc Đói nổi lên như một anh hùng trong giới giang hồ thành phố. Cường híp là con nhà giàu, có anh trai đi tàu viễn dương nên có điều kiện làm ăn buồn bán. Khi hàng về theo đường này ngày càng khó khăn, hắn quay sang buôn bán hàng nhập lậu từ Trung Quốc. Lúc đó, Cường chơi với toàn phần tử xấu, ăn chơi phá phách, nên chẳng mấy chốc lâm vào cảnh thân tàn mà dại. Vốn liếng lần lượt đội nón ra đi. Hoàng quá anh trai Cường phải đưa hắn xuống tàu biển để cách ly với đám bạn mà quái. Nhưng rồi hắn mê hoặc luôn một số thủy thủ để họ mang hàng xuống dưới tàu cùng mình. Bất lực, người anh tống cổ đưa em hư hỏng lên bờ. Cường đến khu chợ đuổi buôn bán hàng và đòi nợ thuê. Cường hiếp là tay mê cờ bạc, những sòng bài lớn của Nam Cam hắn đều tìm đến. Mỗi lần đến đây hắn thường nướng 20 đến 30 triệu đồng. Năm 1992, 1993, Cường mò xuống sòng bài của Nam Cam ở quận Từ, bị đàn em của ông Trùm lừa cho cháy túi, hắn nổi giận, tập hợp số giang hồ đồng hương Hải Phòng, đột nhập và đốt sạch tiền của các con bạc đang chơi tại đây. Thấy vậy Nam Cam tìm cách làm lành với Cường. Chú bị ăn bao nhiêu để anh bắt chúng trả lại và xin lỗi. Một chiến tích khác là cường hiếp cho đàn em đâm đến thập tử nhất sinh một tên trong hội tí tì, đệ tử Nam cảm vì tên này hay quậy phá tại khu vực làm ăn của hắn. Cường còn có mối quan hệ với Dũng Đùi và Dũng Bắc Cạn, chùm buôn bán hàng cấm. Không đầu lụy Nam Cam, nhưng cường hiếp vẫn chơi với ông chủ. Ngày anh Nam bị bắt năm 1995, cường đích thân đến để thăm nuôi, sau đó còn gửi gắm người trong trại chăm sóc Nam Cam. Có tin cho rằng, Chính Cường là người giới thiệu hiệp phò mã với Sơn Bạch Tạng và Thắng Tài Dậu. Vì thế mà sau khi ra trại, ông Trùm đã yêu ái và trả ơn bằng Cường Hiếp cách làm ngơ cho hắn mở sòng bài ở quận 8. Cường là tay khá khôn ngoan, chỉ khi nào có ai đó đụng vào bát cơm của mình thì hắn mới trực tiếp ra tay. Nhưng sau đó lại tỏ ra là người lương thiện. Cường có mối quan hệ khá thân với một vài cán bộ trong ngành tư pháp. Vì vậy mỗi lần lực lượng công an ra quân truy quét tội phạm, hắn đánh hơi trước và lặn sâu sóng yên biển lặng thì mò ra hoạt động tiếp. Lâm chín ngón coi thường ông chùm, từng là cánh tay phải dưới thời giang hồ đại ca thầy. Lâm chín ngón nổi danh với nhiều biệt tài, khí phách không mấy ai có được. Nhưng Lâm chín ngón cũng là gã giang hồ sốc nổi, tính khí trẻ con nhất trong giới giang hồ. Có lẽ bởi bản tính ấy, Lâm chín ngón đã không bao giờ tính trước những hệ quả và những việc làm của mình. thu ấy ở Sài Gòn có một gã tên sáu được gã này nhập vào dưới giang hồ sài gòn khá lâu nhưng không hề có số má sáu được từng là hạ sĩ quan cơ khí hải quân sau đó hắn mở và làm chủ một khách sạn nhỏ ở phú nhuận không có danh tái cán cũng tầm tầm hắn chỉ nổi trội với thân hình sumo nung núc mỡ và gương mặt bóng láng trên gương mặt vẻ mỡ nhưng sáu được luôn có tham vọng được trở thành một ông chùm trong dưới giang hồ có tầm cỡ như nằm cảm ước ừ mơ ấy khiến sáu được luôn muốn tìm con đường để đi đến danh vọng ông chủ. Chính vì vậy, Sáu Được đã nhanh chóng tìm đến Lâm Chín Ngón để thực hiện những toàn tính của mình. Lâm Chín Ngón và Sáu Được bắt tay hợp tác. Thời điểm ấy, Sáu Được tiếp đón đàn anh giang hồ Lâm Chín Ngón như thượng khách tại khách sạn Sơn Lâm của hắn. Nhưng Sáu Được cũng không quên nhờ Lâm Chín Ngón đi hù dọa thiên hạ để lấy số cho mình. Tất cả những nhà hàng biệu ôm, vũ trường Lâm Chín Ngón đều được Sáu Được đưa đến và giới thiệu là ông anh có lần khi sáu được vắng nhà lâm chín ngón đã cưa cầm một người đẹp vốn là vợ của sáu được à là một tú bà chuyên cung cấp gái thượng hạng cho các dịch vụ tour nam bắc thậm chí là quốc tế sự việc nhanh chóng đến tài sáu được người đàn bà cũng mách lại toàn bộ câu chuyện mà lâm chín ngón đem ra cưa cầm với mình nói với chồng mình điều này khiến sáu được cắt luôn quan hệ với đàn anh lâm chín ngón muốn trả thù lâm sáu lại chưa đủ số má để thực hiện cuối cùng sáu được cũng nghĩ ngay đến ông chủm nằm cam Lúc ấy Lâm Chín Ngón đi đầu cũng nói xấu năm Cam, dù khi mới ra tù, gã cũng được Nam Cam giúp đỡ khá nhiều. Ngay khi nghe thông tin, năm Cam chưa hiểu rõ câu chuyện, nhưng trong lòng rất giận dữ. Câu chuyện có lẽ chỉ dừng ở đấy nếu không có một vài tên giang hồ khác cũng mách lẻo với ông Trùm về việc Lâm Chín Ngón chẳng coi Nam Cam ra gì. năm Cam và Lâm trước năm 1975 là bạn với nhau. Sau đó Lâm khó khăn, Nam Cam tạo điều kiện cho Lâm có phần hùn bán đồ điện tử với 10 đèn ở chợ chơi Huỳnh Thúc Kháng. Thâm ý của Nam Cam là buộc kẻ có số má như lầm phải nằm dưới chướng của mình, buôn bán được thời gian ngắn, đôi bên cái nhau không làm ăn chung nữa. Lâm buôn bán thuốc Tây ở quận 10, do đố kỵ chửi xiên sỏ 10 đen dựa bóng Nam Cam. Tình nghĩa anh em giữa Lâm và Nam Cam bắt đầu dạn nứt. Sau thời gian này, Lâm chơi thân với Minh Samasa, chúng xã hội đen ở cảng cá Vũng Tàu, nên xem năm cam chẳng số má gì. Nhưng căn nguyên không phải bắt nguồn từ những việc lật vặt đó. Có lần Lâm rủ năm cam đi uống bia ở nhà hàng karaoke trên đường Trần Hưng Đạo quận 5. Thế đàn em trịnh trọng mời năm cam uống bia, Lâm chửi thề. Nó là thằng cơ bạc, chứ là gì mà tụi bay xun xoay nó. Nam Cam giận đỏ mặt bỏ về. Lâm tỏ ra khinh bỉ Nam Cam, trước mặt khá nhiều dân giang hồ cũ, cũng như mới. Thằng năm Cam thời anh đại ca thay, chỉ là tà lọt ngồi gác xong bài bên quận tư, học hành chẳng ra sao, số má nỗi gì. Thắng chập, kẻ không bao giờ lụy Nam Cam. Nam Cam được tôn vinh là trùm xã hội đen ở phía Nam, nhưng không phải ai trong giới giang hồ cũng nể sợ anh Nam. Chẳng hạn như thắng chập, hắn từng từ chối quy phục Nam Cam, mà ông trùm vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hò hè, lại còn cắt đất cho làm ăn. Thắng chập sinh ra và lớn lên ở Nam Định, Hắn có dáng vẻ thư sinh, nhưng tính khí lại thất thường và liều tới mức có thể sẵn sàng đâm chém bất cứ ai. Chính vì vậy mà mọi người gắn tên hắn với biệt danh chập. Thành phố dệt một thời được ví như yết hầu của con đường tơ lụa, cửa ngõ của thông thương nối tuyến đường sắt Bắc Nam với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Vì vậy, bọn tội phạm hình sự khắp nơi mò về đây làm ăn. Ngay người dân ở đây cũng phải hoàng sợ trước tình trạng này. Công nhân dệt ra đường luôn phải đi theo nhóm 7-8 người để khỏi bị chấn lột. Còn đám côn đồ du thủ du thực thì thi nhau sắm kiếm nhật, loại mỏng sắc như lá lúa để giữ đất làm ăn. Thắng Chập nhập vào đám côn đồ và khởi nghiệp từ chân kiểu vạn, bảo kê khu ga Nam Định. Hắn cầu kết với Mão Mèo, thành cặp bài trùng. Tính thắng song phẳng, đàn anh. Mão thì ngược lại, lem nhem dám chơi cả vợ bạn. Đời giang hồ của mình, Thắng gây không biết bao nhiêu vụ đâm người ở khắp các ga Nam Định, Thành Hóa, Vinh, Đồng Hới, tới Sài Gòn. Và Mão bám vào uy danh của ông bạn vàng, hành nghề bảo kê hàng trên tàu chuyến. Về sau làm ăn trên các tuyến tàu Bắc Nam khó khăn, thắng chập cùng máu mèo hạ trải đất Sài Gòn kiếm ăn. Những ngày mới nơi đất khách quê người, hai tên chuyên bẻ khóa ăn trộm xe đạp xe máy, sau thì tổ chức bảo kê cho đường dây buôn lậu ở ga Sài Gòn. Đây là lúc hai tên đối đầu với các mạc cũ là Tí Ti, Hải Già, Long Lồi, đều là đàn em của Nam Cam. Không địch được tên Giang Hồ ly Lợm đất Bắc, Tí tì chỉ điểm cho công an quận bà bắt Thắng chập về tội trộm cắp xe đạp. Nhưng không đủ chứng cứ nên Thắng chỉ bị tạm giữ một thời gian, rồi tự do. Về sau này đủ lông đủ cánh, mão mèo tách đàn làm ăn riêng. Còn Thắng thu nạp, chứa chấp hết số đầu gấu Nam Định chạy vào thành phố Hồ Chí Minh, mở rộng hoạt động bảo kê cho vay nặng lãi khắp khu vực quận Tân Bình gò vấp. Quân khu Nam Định ở Tân Bình được hình thành có công của Thắng. Bằng việc bảo kê đâm thuê chém mướn và làm ăn phi pháp, Cuối năm 1990, Thắng đã có trong tay nhiều tài sản lớn có giá trị, mua nhà trong Nam ngoài Bắc. Xong ở đời có vầy có trả, một đồng đảng của Thắng ở Nam Định, có con bị y chém trọng thương, mang tật suốt đời, đã mò vào Tân Bình, tổ chức đàn em chém Thắng mấy chục nhát rào. Vụ này Thắng thoát chết trong gàng thất, chẳng dám hé răng báo công an. Hoạt động bảo kê của Thắng Chập vươn ra cả một số sông bài lớn ở Đồng Nai, khiến nước quái dung hà tưởng hắn là đàn em yêu của Nam Cam nên đã sai hải bánh dẫn quân lên đâm thắng trọng thường, hòng chiêu ngươi ông Trùm. Nhưng thị đã nhầm, bởi Nam Cam nhiều lần ra chiếu cầu tài, nhưng chùm răng Hồ Nam Định vẫn không chịu đầu lụy. Biết không thể lấy mạnh đè yếu với thắng, Nam Cam đánh ngậm ngùi, chia một phần lãnh địa của mình cho địch thủ gốc Bắc này. Trên đây là những lần bị lấy số của Nam Cam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OV Đại Bảng có thêm động lực để ra nhiều clip hay phục vụ quý vị xin chào và hẹn gặp lại